Vì sao các cầu thủ trẻ Argentina đều một lòng ủng hộ Messi như vậy? Nhìn vào những chi tiết này, bạn sẽ hiểu. 16 năm trước, khi Messi 19 tuổi, lần đầu tiên bước trên đấu trường World Cup. Lúc đó, Julian Alvarez 16 tuổi, Mark Allister 18 tuổi, Romero 8 tuổi, Molina 8 tuổi, Enzo Fernandez mới 5 tuổi, Lautaro Martinez 9 tuổi, Lisandro Martinez 8 tuổi. Nói cách khác, 16 năm trước, khi Messi với mái tóc dài và khuôn mặt non nớt đã bắt đầu theo đuổi giấc mơ của đời mình, những trụ cột thế hệ này của đội tuyển Argentina còn đang ngây ngô ở trường tiểu học. Họ là những người chứng kiến tận mắt Messi từ khi còn là thanh niên, mạnh mẽ, sông sáo, cho đến khi đứng tuổi, trở nên thành thục, lão luyện. Từ lúc còn non nớt, rụt rè, cho đến khi trở thành một trong hai đại anh tài, lũng đoạn cả một thời đại của thế giới bóng đá. Ở trong lòng họ, có lẽ từ lâu đã ươm xuống một hạt mầm giấc mơ, đó là được sát cánh cùng Messi chiến đấu, từ đó giúp Argentina giành lấy chiếc cúp vàng danh giá. Vì vậy ở trên sân cỏ, Messi sẽ luôn luôn là phạm vi bất khả xâm phạm của họ. Chỉ cần người khác dám động đến Messi, lập tức họ sẽ tiến tới vây lấy đối phương không bỏ. Nhà có người già, giống như có được báu vật, mà Messi chính là báu vật của bọn họ. World Cup Qatar, Messi vốn dĩ cũng không phải rất kỳ vọng vào một kết thúc hoàn mỹ, nhưng họ đã vây quanh anh, hỏi anh làm sao để đi tới đỉnh cao nhất. Và thế là Messi đã từ tốn chỉ cho họ cách lên đỉnh vinh quang như thế nào, đưa họ cùng đứng trên đỉnh núi, để từ đó phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế gian.